Xin chào quý anh chị và các bạn. Lại một cái thông tin rất là vui nữa đối với tình hình của huyện Nhân Trạch khi mà dự án đường cao tốc đầu tiên do tỉnh Đồng Nai thực hiện. Ngày hôm nay, 27 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì chúng ta cùng điểm qua và sẽ phân tích nha. Dự án thành phần 3 thuộc dự án thành phần 3 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Chiều dài hơn 11,2 km. Bề rộng nền đường hoàn thiện là 74.5. Thắng đã làm video về cái nền đường này rồi. Đó, nó rất là chi tiết, quý chị xem lại những video trước nha. Điểm đầu xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, điểm cuối là xã Long Tân, huyện Nhân Trạch. Thời gian khởi công là tháng 6 năm 2023 và thời gian hoàn thành dự kiến là 2025 và thời gian đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án dự kiến là năm 2026. Thì hầu như tất cả các dự án đầu tư công, cái dự án đường xá mà ở Nhân Trạch và Long Thành hiện tại là hầu như là lấy cái mốc thời gian là 2025 và 2026, bởi vì là đây là cái giai đoạn mà sân bay Long Thành đi vào hoạt động đó. Chính vì vậy là những cái hạ tầng xung quanh, kết nối xung quanh phải cố gắng chạy nước rút sao cho kịp để mà khai thác cùng với sân bay cho nó hiệu quả hơn. Đó, quy mô dự án thành phần đường cao tốc 5 km khớp nối với dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch tại nút giao đường tỉnh 25B, 8 làn xe với vận tốc cho phép là 100 km/h. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 là đường cao tốc có 4 làn xe. Đó. Phần đường song hành là 11,2 km. Xây dựng dọc hai bên tuyến đường cao tốc bao gồm hai cầu vượt sông Rạch Chạy trên đường song hành, hai làn xe cơ giới, một làn xe hỗn hợp, vận tốc cho phép là 60 km/h. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, đường song hành mỗi bên bố trí hai làn xe. Đó thì cái như theo cái đoạn này là cái khớp nối ngay cái đoạn mà ngày lúc trước mà năm ngoái quý vị mà làm cái lễ khởi công cái dự án thành phần 1A mà làm cái cầu Nhân Trạch kết nối với cả cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì đó cái điểm mà làm lễ khởi công là ngay cái đoạn đường 25B, thì hiện tại là sẽ kết nối từ cao tốc Bến Lức tới cái điểm đó quý anh chị. Hai nút giao dự án đầu tư là hai nút giao khác mức, nút giao liên thông với cao tốc Bến Lức Long Thành và nút giao với đường tỉnh 25C. Sơ đồ hướng tuyến của dự án thành phần 3 đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai. Đây, mở rõ cho quý anh chị coi nhá. Đấy. Ở đây là cái sơ đồ. Thì đối với theo cái sơ đồ này, chúng ta nhìn từ trái đi sang bên phải thì đây là km số 0. Đây là chính là nút giao với cao tốc Bến Lức. Đó, đi thẳng xuống dưới là đi về phía quốc lộ 51 và đi thẳng lên trên đó là đi về phía Bến Lức Long An. Được không quý chị? Đó. Và tiếp tục một cái nút giao thứ hai, đó là với nút giao đường 25C, cái đường mà sẽ kết nối với cả sân bay Long Thành, cái cổng chính của sân bay Long Thành nữa anh chị. Thì đường này còn có tên gọi là đường Nguyễn Ái Quốc. Và cái nút giao tiếp theo ở đây ngay cái vị trí này, đó nó chính là cái vị trí mà làm lễ khởi công cái thời điểm năm ngoái, thì đây sẽ là đường tỉnh 25B, được không ạ? Và tiếp theo sẽ là nút giao với cả đường liên xã Lý Thái Tổ và đây là nút giao với cả đường Lý Tự Trọng để đi vào dự án Swan Bay đó và đi ra với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí này. Thì đối với những nút giao này thì ở đây là đối với nút giao 25C đi ha. Ở chỗ này nút giao 25C thì sẽ là phải nút giao khác mức. Hai khác mức thì vành đai 3 sẽ đi bên dưới và đường 25 vành đai 3 sẽ đi bên trên, quý chị xin lỗi nha. Đường vành đai 3 ở cái vị trí nút giao với 25C này thì đường vành đai 3 sẽ đi bên trên và đường 25C sẽ đi bên dưới. Được không ạ? Rồi, nút giao với cả đường 25B thì đường 25B sẽ đi bên trên và đường vành đai 3 sẽ đi bên dưới, đó nó khác, nó ngược với cả cái nút giao 25C này. Đó, và giao với cả Lý Thái Tổ ấy, thì là đường Lý Thái Tổ sẽ là cầu vượt bên trên và vành đai 3 sẽ chạy dưới. Và tại sao lại như vậy? Thì nó như vậy này. Quý chị là nếu mà bây giờ quý chị thấy ở trên đây là cái đường vành đai 3 có cái bề rộng hoàn thiện là 74.5 mét, đúng không ạ? Và để mà làm một cái cầu vượt 74.5 mét thì rõ ràng nó sẽ tốn kém hơn rất là nhiều.
Chính vì vậy đường nhỏ sẽ làm cầu và đường lớn sẽ chạy dưới. Ví dụ ở đây đường Lý Thái Tổ này thì sẽ chạy bên trên, vì đường Lý Thái Tổ khi mà full giai đoạn của Lý Thái Tổ ấy, thì mới có 32 mét thôi, và để làm một cái cầu 32 mét với một cái cây cầu mà 74 năm thì nó phải là gấp đôi vốn là quý chị, đúng không ạ? Đó thì ở đây đối với 25B thì vành đai 3 chạy bên dưới và 25B sẽ chạy bên trên, vành đai 3 lớn hơn mà quý chị. Nhưng đối với đường 25C đại lộ Nguyễn Ái Quốc thì vành đai 3 sẽ chạy trên nha, và đường 25C sẽ chạy bên dưới đó, và nó là một cái điểm sáng cho cái đoạn này khi mà đường 25C chạy bên dưới đó, nó thuận tiện khá là nhiều. Thì ở đây sẽ là nút giao khác mức rồi, chỗ vị trí này ở đây quý chị sẽ có một cái thuật ngữ đó là nút giao khác mức và nút giao cùng mức. Ở những nút giao khác mức ấy, thì có nghĩa là nó sẽ chia tầng cầu vượt được quý chị đó, hầm mặt đất hoặc là cầu vượt đó. Còn nút giao cùng mức thì sẽ là ngã tư, ngã ba mà có vòng xoay hay là đèn xanh đèn đỏ đó quý anh chị. Thì đó là cái thông tin mà cái bài báo này đưa, thì chúng ta sẽ tiếp tục coi. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án đường cao tốc đầu tiên được Trung ương giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, vừa tổ chức giải phóng mặt bằng vừa tổ chức đấu thầu xây dựng. Tỉnh Đồng Nai thực hiện hai dự án thành phần 3 và 4. Khi hoàn thành xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Từ đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đối với Đồng Nai, đây là dự án có vai trò rất lớn trong việc phát triển đô thị mới huyện Nhân Trạch. Dự án cũng có sẽ giúp phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư trong thời gian tới, kết nối các đô thị vệ tinh, mở rộng không gian phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời góp phần giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì đây là toàn bộ cái thông tin nói về cái tuyến đường này. Đó. Thì tại sao lại giao cho cái tỉnh Đồng Nai làm cái đoạn này? Đây, chúng ta cùng trở lại với màn hình quy hoạch để chúng ta có sự rõ ràng hơn. Thì quý chị nhìn này, đây là từ trái sang phải là cao tốc Bến Lức này. Đó. Phía bên đây là phía Long An, đi về Long An và đi ra quốc lộ 51. Thì đường vành đai 3 sẽ kết nối từ km số 0 là cái vị trí này, sẽ đi thẳng về phía trước, kết nối với cả đường 25C, đường Nguyễn Ái Quốc. Đi vào đây thì sẽ đi vào sân bay này quý chị này. Đó. Đi theo bàn tay của Thái nha. Rồi. Và chạy thẳng tới thì đường 25B. Đó, chạy thẳng ra thì ra quốc lộ 51 cũng đi về phía sân bay. Đó. Rồi, chạy thẳng tới thì cái đường 25B này thì cái đoạn vừa rồi là làm lễ khởi công tại cái vị trí này này. Đó, đoạn 1A thì đã khởi công làm từ cái vị trí này, đường 25B cho tới cao tốc Bến Lức, và cái tiến độ thì ghi nhận là nó cũng đang bám rất là sát với kế hoạch đã được đề ra. Đó, và mình cũng luôn cập nhật thông tin cho quý chị bằng những có thời gian rảnh thì mình lại tới đó bay flycam cho quý chị coi. Được không ạ? Rồi, ở đây nữa thì đối với cái tuyến đường cái đoạn này này từ 25B này cho tới đây này thì cái khó nhất ấy thì đã được giải quyết xong rồi, đó là làm cái lễ khởi công có cái cầu rất là tốn tiền để kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, đó là cầu Nhân Trạch của cái dự án thành phần 1A. Cái khó nhất đã được làm xong, đã giải quyết xong, thì cái vấn đề còn lại là cái đoạn từ 25B tới đây thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, bởi vì bên đây nó là chỉ riêng về Nhân Trạch thôi, và cái quỹ đất trong đây nó lại có cái đoạn những nhiều đoạn nằm trong cái quỹ đất công khá là nhiều nha, nằm trong quỹ đất công khá là nhiều, nên là cái việc mà giải tỏa đền bù nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và từ trước Tết cho tới thì thời điểm hiện tại thì Thắng thấy như là phải họp dân đến 2 lần rồi quý chị, về cái việc mà đền bù cho cái đoạn này này, cho cái đoạn tiếp theo này này đó, đoạn từ km số 0 này này đó, để khép kín luôn cái đường 73. Và bên phía thành phố Hồ Chí Minh, bên phía Bình Dương thì Thắng thấy cũng rất là nhiều cái thông tin tích cực khi mà cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch để làm cái lễ cái thời điểm khởi công cho cái phía đường vành đai 3 ở phía bên đó. Thì khi đó là cái vành đai 3 khép kín thì nó tạo ra một mạch liên thông của các tỉnh thành với nhau, nó sẽ là một cái con đường rất là tốt, rất là tuyệt vời, mang lại cái giá trị kinh tế rất là lớn cho các tỉnh đó, đặc biệt là khi mà đi vào trong sân bay Long Thành nữa đó. Rồi thì để mà định hướng đầu tư trong cái đoạn tới, nếu mà chúng ta phát triển đô thị, bởi vì khi mà đường vành đai 3 đi ra thì nó sẽ là cái khung mở rộng không gian đô thị mà quý chị, đường vành đai 3, vành đai 2 này, vành đai 3 là vành và vành đai 4 là sẽ là mở rộng cái không gian đô thị ra ra xung quanh. Thì bây giờ ở phía vành đai 3 quý chị có thể nhìn cái vành đai 3 ở bên Hà Nội,
nó đang phát triển rất là mạnh, và cái không gian đô thị bên đó nó lên rất là nhiều. Và những bất động sản mà ai mà mua bên Vành Đai Ba Hà Nội từ cái thời điểm mà lúc nó chưa làm ấy, thì nó bây giờ nó đã đạt cái mức lợi nhuận khá rất là cao, và cái ở ngoài đó nó rất là sầm uất đó. Và bây giờ người ta nhìn vào cái bài toán Vành Đai Ba đó, và người ta đang định hướng về cái đường Vành Đai 4 ở ngoài Hà Nội, và ngoài Hà Nội cũng đang rất là rốt đất, rất là nhanh chóng trong cái việc mà triển khai Vành Vành Đai 4 đó. Bởi vì Vành Đai 3 là Hà Nội là họ đã thấy rồi, nên chỉ họ nhìn là từ Vành Vành Đai 3 đó họ sẽ nhìn vô cái đường Vành Đai 4 để họ đầu tư. Còn bản thân chúng ta trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đã, Vành Đai 2 thì đang chuẩn bị khép kín, vẫn còn một đoạn nữa, và Vành Đai 3 thì đang có nhiều cái thông tin rất là tích cực đó. Cái đoạn này thì đối với cái đường tỉnh từ 25B này, quý chị này, đó cho tới 25C, thì chỗ này là cái quỹ đất mà chúng ta nhìn qua là thấy là dự án rồi, đúng không ạ? Là dự án với đất hạ tầng hết, là quỹ đất công khá là nhiều đó. Từ cái vị trí nút giao này đó cho tới cái vị trí nút giao với cao tốc Bến Lức này, thì chúng ta chỉ định hướng đầu tư từ cái khoản này thôi đó, đúng không ạ? Đó thì ở đây thì nó có hai cái, một là đầu tư gì, đất của khu dân cư của dự án, hai là đất của dân cư hiện hữu, đất dân đó quý chị, ba là đất sào, đất sào cũng thuộc đất dân cư hiện hữu luôn đó. Thì cứ xung quanh cái việc hạ tầng nó sắp làm như vậy là chúng ta mua, thế thôi, chỉ đơn giản như vậy. Làm sao mà quy hoạch nó an toàn và mọi thứ nó tốt là được. Còn cái giá thì chúng ta đây đang là cái thời điểm mà chúng ta có cái mức giá có thể ghi nhận là rất là tốt, và bản thân mình bây giờ cũng đang đi trả giá, bởi vì mình cũng có nhu cầu thật mua để ở nha. Đó nên là hầu như mấy video gần đây mình vẫn hay nói là những anh chị nào mà có cái nhu cầu thật để ở thì phải tận dụng cái thời điểm này ngay, không qua cái thời điểm này là nó sẽ rất là khó đó, trong năm nay, trong năm nay có thể là cuối năm được, nhưng mà trong năm này đó, đúng không ạ? Thì nếu mà ở đây gần đây dự án thì đây là rất ít dự án, rất ít dự án trong đoạn này, chỉ có mỗi 25C thì chạy lên đây thì có thằng bên Mega City này với cả Long Tân City thôi đó. Đó còn ở gần đây thì trên 25B thì có Sở One Park, ở ngoài này thì nó có nhiều dự án khác. Còn ở nguyên cái đoạn này, nguyên cái đoạn từ 25B tới chỗ này thì chỉ mỗi dự án Sở One Park thôi, còn từ đây tới đây thì hiện tại là chưa thấy giá nào lên. Còn đất dân thì đất dân thì đang thấy là cứ bám sát xung quanh những cái vị trí mà gần nút giao như vậy này thì nó sẽ rất là hiệu quả đó như chị nha. Đó đặc biệt là cái chỗ này, đây là cái vị trí mà cái nút giao thắng đánh giá khá là cao, bởi vì đó là hai cái tuyến đường rất là quan trọng và huyết mạch đi vào huyện Nhân Trạch đó. Thì sau này những không gian như là những cái dự án quỹ đất phát triển dự án bên đây này nó mở được không gian đô thị lên, nó phát triển được những cái chủ đầu tư mà mạnh, tiềm lực tài chính tốt, mà phát triển được cái quỹ đất trống ở chỗ này lên này, bên đây này đó, hai bên đây này, thì nó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời cho cái khu vực này đó. Còn đất dân, đất sào thì chúng ta có này, nếu mà đất sào thì chúng ta có thể vào những cái khu đất gần dân đây này, chúng ta mua đây ở đây này đó, thời điểm trả giá mà giá thì đang chưa nói đến ở đây nhá. Hoặc là ai mà muốn cái khẩu vị nó mặn hơn, hoặc là muốn rẻ hơn thì vào những đất kênh lâu năm đây này đó. Mình thì mình hay chọn về cái đất mà đất màu ONT đó quý anh chị, đó nó sẽ an toàn và nó hay hơn, nhưng mà nó sẽ là giá cao hơn, chắc chắn phải giá cao hơn rồi. Còn những người thực ra thì nó vẫn rất là nhiều cái khẩu vị đầu tư, có những người là chỉ cứ mua đất một cây năm thôi đó, đó ác như vậy đấy. Còn có những người là chỉ thích những cái màu đỏ như vậy này đó. Thì tất nhiên khi mà nó từng phân khúc đất nền nó sẽ rủi ro nó sẽ thấp hơn, còn đất sào rủi ro nó cao hơn. Còn những người mà thích cái khẩu vị nó rất là mặn, đó là đất quy hoạch, thì cái này khẩu vị nó rủi ro còn cao hơn nữa. Nhưng mà đối với những người mà họ đầu tư những đất màu đỏ như vậy này, những cái đất màu đỏ như vậy này thì đòi hỏi họ có một kỹ năng đầu tư rất là cao. Ngoài kỹ năng đầu tư ra họ còn phải có mối quan hệ nữa, bởi vì những thông tin này họ biết được, những thông tin này họ biết được những cái mà người khác không thể biết được đó, thì họ mới dám đầu tư đó. Còn bản thân chúng ta là những người bình thường ấy thì thôi, làm sao mà nó an toàn được rồi. Ai muốn ở thì mua đất ONT, còn ai muốn làm vườn làm đồ ấy, làm vườn ấy đó thì mua đất cây lâu năm cũng được đó, được không quý anh chị? Đó đó thì hiện tại là cái thông tin này nó đã làm cho cái thị trường Nhân Trạch nó thêm hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ quý chị thấy rằng là toàn bộ thị trường bây giờ là đang hầu như là đi ngang là thanh khoản khá là yếu, đúng không ạ? Thanh khoản khá là yếu,
Và đặc biệt ở Long Thành, Nhân Trạch hiện tại đang là cái nơi mà diễn ra đầu tư công là mạnh mẽ nhất, đường làm và rất nhiều cái công trình họ làm đó. Và nếu mà khi mà ở những cái nơi mà thị trường nó hạ tầng nó làm mạnh như vậy mà bất động sản nó còn đứng, thì những cái nơi mà nó chưa có gì thì nó còn như thế nào nữa quý anh chị, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ nhiều anh chị hỏi là vậy thì mua chứ nào, thì bây giờ cứ gần chỗ hạ tầng làm chúng ta mua thôi, cứ ở gần những cái chỗ đường mà sắp làm, gần chỗ hạ tầng mà nó làm thì chúng ta mua đó. Thì nó nếu mà nó lên ấy, thì những chỗ đó sẽ lên trước bởi vì hạ tầng nó làm mạnh nhất, còn nó đứng ấy, thì cái thằng ở xa nó thằng chết nhiều hơn, được không anh chị? Đó thì suy nghĩ gì nhiều nữa. Đó thì cái phần bài báo ngày nay thì Thắng chia sẻ tới đó thôi. À, xin cảm ơn quý chị đã xem cái video này. Quý chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thắng cập nhật về cái tình hình hạ tầng của Nhân Trạch hay là những định hướng đầu tư trong cái giai đoạn tới. À, xin cảm ơn quý chị đã xem cái video ngày hôm nay.